Xin chào các bạn. Vâng, ợ hơi của em bé trong quá trình mà cho em bé bú, có thể bố mẹ hoặc bú mình, là một cái vấn đề mà làm cho các bố mẹ của chúng ta rất là lo lắng. Vì thế cho nên là ngày hôm nay bác sĩ Hương sẽ làm video này để giải thích với các bố mẹ, chia sẻ với các bố mẹ là tại sao em bé lại bị ợ hơi và làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ giúp cho em bé giảm thiểu cái việc ợ hơi nhé. Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Lê Thị Thu Hương, tiến sĩ bác sĩ nhi khoa. Tôi có 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhi khoa và đặc biệt là 10 năm làm việc chuyên sâu về hen và dị ứng. Vâng, thưa các bạn, ợ hơi, tại sao em bé lại bị ợ hơi khi mà em bé trong quá trình mà cho em bé ăn, em bé bú, đúng không ạ? Bởi vì là với em bé của chúng ta hàng ngày là em khi mà mới sinh cũng như trong giai đoạn một, đặc biệt là một năm đầu, đúng không ạ, em bé của chúng ta là hay khóc này, và bú thì là có thể là bú bình hoặc là bú mẹ, và trong cái quá trình mà bú đó, mút đó, thì vô hình chung em bé của chúng ta có thể bị hút mút các cái hơi, các cái khí vào trong dạ dày, và chính vì các cái khí đó sẽ kích thích làm cho em bé của chúng ta rất là khó chịu, quấy khóc hoặc là dễ nôn chớ. Đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết là em bé của chúng ta bị ợ hơi? Với em bé của chúng ta, đặc biệt là những em bé nhỏ mà chưa có khả năng nói được, đúng không ạ? Thì các em bé sẽ thường biểu hiện bằng các cái hình thức đó là quấy khóc kích thích. Vậy thì với một em bé mà khi một em bé chúng ta thấy em bé bị quấy khóc kích thích, thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ có 4 cái nhóm gọi là nguyên nhân sinh lý phổ biến sau. Thứ nhất là em bé muốn ngủ, em bé buồn ngủ, em bé gọi là gắt ngủ đó. Thứ hai là em bé đói, em bé cũng khóc đó, em bé đòi ăn. Và thứ ba nữa đó là em bé đi tè hoặc đi ị, làm cái tã nó bị ướt và khó chịu, là em bé cũng muốn khóc để mong muốn là được người bố mẹ cũng như là người chăm sóc em bé này thay tã cho em bé. Và cái cuối cùng là đó là liên quan đến vấn đề là rất là nhiều hơi ở trong dạ dày và là cho em bé khó chịu và quấy khóc. Vậy thì cho nên là với một em bé khi mà quấy khóc thì chúng ta sẽ xem xét 4 cái nhóm nguyên nhân chủ yếu ở trên để chúng ta cân nhắc xem em bé của chúng ta nằm ở trong nhóm nào nhé. Đó. Vậy thì tiếp theo nữa là bác sĩ Hương sẽ chia sẻ cái cách làm thế nào để vỗ ợ hơi cho em bé. Và các bạn biết đó rằng ợ hơi, nguyên nhân hơi ở nhiều ở trong dạ dày cũng là một trong nguyên nhân làm cho em bé của chúng ta kích thích và quấy khóc. Vậy thì chúng ta sẽ giúp em bé bằng cách là vỗ ợ hơi cho em bé. Vậy chúng ta sẽ có 3 cái tư thế chủ yếu, 3 cái phương pháp chủ yếu để mà vỗ cho em bé. Và các bạn nhớ là khi mà vỗ chúng ta nên trụm tay, khum tay như thế này, thì như thế chúng ta mới vỗ bằng hơi. Còn nếu chúng ta để cả cái bàn tay này chúng ta vỗ thì có nghĩa là chúng ta sẽ đánh em bé đó, và nó không giải quyết được cái hiệu quả vỗ ợ hơi cho các con. Và cái vị trí mà chúng ta vỗ đó là vỗ ở sau lưng. Thì có 3 tư thế sau các bạn có thể ứng dụng để mà sử dụng để mà vỗ ợ hơi cho em bé. Tư thế đầu tiên là bạn có thể bế vác em bé của chúng ta để cằm của em bé ở vai này. Sau đó chúng ta có thể lót một cái miếng vải xô ở chỗ cằm em bé, bởi vì khi chúng ta vỗ như thế thì có thể em bé sẽ ợ ra một chút sữa. Để cho nó sạch thì chúng ta sẽ lót một cái miếng vải xô ở cằm của em bé. Chúng ta bế vác lên và trụm tay và vỗ nhẹ vào lưng em bé. Đó. Cái thứ hai là chúng ta để cho em bé ngồi ở trên lòng, ở trên đùi của mình. Đó, và một tay thì chúng ta sẽ giữ đầu và giữ cằm của em bé. Chúng ta nhớ nhé, không được giữ vào cổ họng của em bé, sẽ làm cho em bé ngạt thở. Và sau đó chúng ta sẽ dùng tay chúng ta vỗ nhẹ vào lưng em bé. Thế một cách thứ ba nữa đó là chúng ta để úp em bé ở trên đùi của chúng ta, và một tay chúng ta cũng giữ cằm vào đầu của em bé, và một tay chúng ta cũng vỗ nhẹ lưng của em bé. Thì đấy là 3 cái tư thế chủ yếu để giúp các bạn là vỗ ợ hơi cho em bé. Vậy thì trong cái quá trình mà chăm sóc vỗ ợ hơi cho em bé thì chúng ta sẽ cần lưu ý những gì nhé. Thứ nhất là theo các nghiên cứu người ta thấy rằng là nếu như mà em bé vẫn khóc trong cái quá trình mà các bạn cho em bé ăn thì chúng ta nên dừng ăn lại và vỗ ợ hơi cho bé. Thông thường thì với các em bé mà bú bình thì thông thường là cứ bú khoảng cỡ khoảng 60ml đến 90ml thì chúng ta sẽ vỗ ợ hơi một lần cho các con. Thế còn với các em bé mà bú mẹ thì sau khi mà bú hết bầu ti này chuyển sang bầu ti khác thì chúng ta cũng sẽ vỗ ợ hơi cho con. Pháp mà đó ra thì còn có một cái 2 cái phương pháp nữa mà các bạn có thể ứng dụng, đó là massage bụng cho em bé. Massage bụng cho em bé bằng tất cả các tình yêu thương của chúng ta. Nhớ là massage bụng theo chiều kim đồng hồ đó. Và chúng ta sẽ theo dõi các cái video hướng dẫn cách massage bụng cho em bé nhé. Và một cách nữa đó, chúng ta hãy cho em bé tắm vào trong nước ấm, bởi khi tắm trong nước ấm cũng là một cái lúc mà chúng ta để em bé thoải mái và thư giãn các cái cơ. Và điều đó, tất cả những cái phương pháp đó sẽ hỗ trợ
để giúp cho các em bé của chúng ta đỡ có nhiều các cái hơi ở trong dạ dày và giúp cho em bé của chúng ta dễ chịu hơn. Vâng, cảm ơn các bạn đang xem cái video này của bác sĩ Hương. Nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy like, hãy share và hãy đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo nhé. Và tiếp theo nữa là bác sĩ Hương sẽ làm các video chia sẻ cùng với các bố mẹ về việc chăm sóc em bé của chúng ta như thế nào sao cho tốt nhất nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.